Hello, mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh cái mà của mình nha. Mình là Thắng Lê của Pi Farm. Thì hôm nay em sẽ đi quay chỗ khu nuôi cá của em. Còn một số dòng cá gì rồi sẵn em cập nhật rồi em báo giá cá cho anh chị em luôn ha. Thì đây là mấy cặp cá em vừa lựa ra để hồi mà đóng gửi với mấy anh khách đó ha. Có rồng tím màu sắc em vừa lên là rất là đẹp anh em. Nè. Cái bộ này cái bộ full latium rất là đẹp luôn ha. Đó, anh khách bắt hai cặp. Bên đây thì cá con nè, cái hồ anh em thấy không? Nó còn rất là nhiều luôn nè. Cái hồ này chắc tầm 150 con, 200 con luôn nè, rất là nhiều cá con luôn. Mở lên cho rồng tím em sinh sản nè. Bên đây thì em có full gold gibbon nha. Hơi nhát anh em ơi. Tại vì cũng mới vừa cho tụi này nó ăn no rồi. Rồi quên quay cho anh em xem, phải quay cho anh em xem lúc ăn là ok luôn ha. Nè nhưng mà vẫn lợi không ta? Đó, không quá vẫn lợi nha. Cái hàng này cái hàng full dãy chốm tay bơi. Anh em xem nha, đây là cá mái không nha anh em, có một hai con cá chấm trong đây thôi, đa phần là phun dãy chớm ta nhẹ trơn rồi nha. Đó em nuôi cái nào màu vàng, em để nước nó bàn vô con cá rất là vàng luôn, phơm rất là đẹp luôn nha, cho anh em làm giống nha. Đó. Cái hàng này là 80.000 một cặp nha anh em bắt 5 cặp thì giá khác, nhiều cặp giá khác hơn nha. Đó. Bên đây thì em có rồng tím màu sắc anh em, cái bộ này bộ latium rất là đẹp luôn nè anh em xem nha, cái trống nha. Hôm hởm thì em có rồng tím kia, rồng tím latium thôi thì là tím màu sắc nè. Cái đuôi rất là đẹp. Anh em xem nha, cái bộ nè. Đó, ghiền chưa anh em. Bộ đầy ok nha. Hàng này á, là 80.000 một cặp, 5 cặp là 300 luôn. Rồng tím này tỷ lệ làm nhiễm cũng có khá là nhiều ha anh em. Đó. Mà được những cặp cá mà đẹp đẹp như thế này là ok cho anh em là làm ra nó khá là khó nha. Bên em thì đa phần là làm cá cho anh em làm giống, cá tuyển đẹp nha. Nói cho anh em đừng so sánh một cặp cá có vài chục ngàn, hai 10.000, 20.000 nha, cái này không có nha. Dưới đây thì cái bầy cá con, đa phần là cá bên em giá thì cực kỳ hợp lý luôn, tầm trung thôi. Đó, này chỉ có 60.000 một cặp, cho anh em bắt từ 5 cặp nha, tí màu sắc rất là đẹp. Bên đây cá mái, hồi quay cá mái sau nha. Đây là full gold nè, hôm nay có anh khách bật 5 cặp full gold gíp bông, thì em có lựa ra nè anh em thấy không? Đó, 5 cặp này em sẽ đóng cửa cho anh khách. Cái màu sắc rất là tươi nha. Đó. Thì bên đây thì em có Dumbo câu nè anh em. Đó, anh em thấy cái nền này hơi bị giả cái màu nha. Để hơi giả cái màu, để qua đây thử coi. Đó. Nó hơi giả cái màu xanh xuống anh em thấy không rõ đâu. Đây là những con cá em đã lựa ra hết rồi. Tất cả những con trên đây là lên câu hết ha. Thì sắp tới thì sẽ có số lượng nhiều hơn cho anh em ha. Chơi ha. Để bên đây cũng Dumbo câu nè anh em. Lên đầu hết trơn nha. Cái bộ em đang làm số lượng cho anh em nè. Bên dưới thì em có mà lưu gát ghi bông phun si em hở mấy cái bài này bị bệnh rồi cái em chữa bệnh xong rồi em để làm giống luôn rất là đẹp luôn nè, nhưng mà anh em không thấy đâu cái con này để hộ kính anh em hay gõ cái màu xanh lá nha, ghi bông phun si rất là đẹp Dumbo. Còn mấy con Dumbo dẹt nè, nó mới dẹt đâu anh em ơi, nó chưa lên dãy hết ha, từ nó sẽ lên rất là đẹp đó Dumbo. Rồi đây là con phun ốc sành nha, hàng tuyển giống VIP, siêu cấp VIP Gold cho anh em nè. Đó, mới cho ăn xong, mới cho ăn chuẩn chỉ xong cá anh em thấy không, đây là tất cả là cá mái anh em, cá mái phun dãy phun tay hết ha, có một hai con trống ghi bông em để trong đây luôn nha. Nè anh em xem cá này nha, đó đẹp ghê chưa anh em gần ha, có một số con là tay bơ nó tới đít luôn này, rất là dài luôn, tay bơ bốm luôn nha. Cái hàng này hàng VIP cho anh em á. Hàng này em báo giá luôn nha là 200.000 một cặp, ba cặp là 500 nha anh em. Đó, hàng này thì hàng cho anh em làm giống đó nha. Đó, em gọi là em mới tiễn lên được một cái hồ như thế này thôi, khoảng tầm 20 cặp thôi, không nhiều đâu ha. Dưới đây thì có Dumbo câu nè anh em nè, Dumbo câu này ha. Đó, anh em thấy không, con trống bên đầu rất là sâu anh em thấy không, trống đầu rất là sâu nè, nó già như nó xuống dãy anh em, lúc trước mấy con này lên la tư âm rất là đẹp, cái nó già nó bị xuống dãy hay sao ha, bên ngoài để các con nè anh em thấy không. Đó. Em nhìn ở ngoài này rất là rõ, bên trong đây anh em nhìn có thể là không rõ tại vì nó già cái nền đó nè, này mấy cá con rất nhiều ha. Một hồi em quay xong rồi em dắt cá con nè, đây là Abegon Gibbon Si Thu, cái bộ là bộ phin si anh em, phin si dày rất là đẹp ha, đưa một con nè, say tơ này nha, sắp tới sẽ có số lượng cá con nhiều. Cái này là Gon Si Thu nè, AB luôn anh em, nhìn thấy ruột gan con cá đâu ha. Rồi, đây là cái hộp kính, hộp kính này mấy cái hồ này cũng hết cá em chưa thời gian mà em chà rửa sạch cho anh em xem nữa. Có này gọi là banda nè, Dumbo banda nè anh em,
hàng này để anh em 60 ngàn một cặp thôi, 50 thôi. Này cá mái của Banda này ha. Đó. Bên này có gồng xanh anh em, rất đẹp ha, gồng xanh. Gồng xanh này 60 ngàn một cặp luôn, tia rất là đẹp. Đó. Tia đẹp nha. Nè. Con chi thu nè, hồ kính nè. Những con này là lên ghi bông hết trơn nha, có ghi bông phim hết trơn. Này quay cho anh em xem. Thì anh em nhìn con cá này á thì anh em thấy được là thấy cụt ghen luôn ha, tại vì nó gọi là si thu là xuyên thấu anh em, người quậy nó lại đó, anh em thấy không đó, nhìn đã ha, màu vàng vàng đã quá trời luôn nè. Bên đây thì em có gồng đỏ, gồng đỏ bê đá thắt môn nè, cái hàng này cũng có số lượng ít thôi nha anh em thấy không. Đây lại cho ăn phơm hết rồi nè, hồ kính em hồ trống rất là nhiều luôn anh em, thì sắp tới sẽ có cá nhiều hơn cho anh em nha. Ờ cái hồ là mới nhát quá ta, chạy túi vô đây rồi anh em ơi nè. À, đây là cái hồ em còn để lại hai cặp giống gon si thu để làm nữa nè, để làm thôi bị tối nha. Đây là gồng đỏ p đó thắt muôn cá mái nha, em xem có con cái sai con cái mình nó bự bằng con cái con chỏ cho rồi. À, em thấy không? Rồi hàng này thì anh em nào có chơi liên hệ cho em luôn. Nó là bộ gồng đỏ hắc full ha. Hàng này là 80 ngàn một cặp, 5 cặp là 300k. Ồ, thấy bao lì lực ghê chưa anh em? Tiễn đó anh em ơi, hàng tỷ giống ấy nha. Dumbo ha. Gon si thu anh em nè. Đó. Còn cá còn rất là tơ nha anh em. Trên đây anh em. Cũng khá là nhiều, chưa quay chi tiết cho anh em xem hết được ha. À, đây đây là gồng đỏ của hàng Indo nha anh em, gồng đỏ Indo này đông mua câu nè, tự nhiên cái mình cầm máy quay cái nó thấy lạ hay sao nó không biết nó chạy tón cho luôn nè, rất là nhiều luôn ha. Đó đông mua câu, đây là Abegon si thu luôn nè, trốn đó trời. Cái bài này như là cái bài hôm bữa mà Blue Gia Băng nè anh em, Dumbo luôn nha anh em, Dumbo ha. Nè, full gon giúp bông này ha. Full gon giúp bông, hồ là hồ trống nha, hồ cá trống á. Vậy đây hồ cá nè. Dumbo này ha. Ở đây là gồng tím màu sắc anh em, máy gồng tím màu sắc nha. Quay ngược nắng. Anh em thấy bị chá lại dưới cái nè màu xanh lứ nè. Cho nên anh em thấy không rõ ha. Đó, tím màu sắc rất là đẹp. Đó, body anh em thấy rất là lực luôn nha. Rồi clip em quay giới thiệu cái màu này là kết thúc nha anh em. Đó, em quay giới thiệu sơ sơ anh em xem thôi. Anh em nhớ bấm like và ký kênh cho em nha. Ví dụ có cần đặt dòng cá nào thì cứ liên hệ cho em. Rồi xin chào anh chị em nha. Chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.